Chào cả nhà nhá. Nay nhà vườn thì cái cảnh giao cho cây mít ở Bắc Linh thì rất là rẻ nhá, mấy triệu bạc về nhà ấy, còn bao ship về nhà luôn ấy. Đấy, rất rẻ đây. Đấy bác chủ nhà bác bán đi. Cố gắng kiếm 300 nhưng khả năng các cậu này làm không thành thì chết. Tính chi li lắm, giờ làm cây không hạch toán không cẩn thận lại bù tiền vào. Vừa thôi. Mít dai các bạn nhé, quả ngon. Ngon này, vành gốc, cây này gốc quả thì gốc trước cái đăng đấy. Vành gốc 140. Quả hình nhiều rồi. Đây cách mét là 101 thôi, phát 3m2. Chia ba cành. Nhé. Bầu đánh rất giòn nha. Cái này khách hàng trồng ở vỉa hè đánh bầu hơi mỏng. Đấy. Ở hơi mét tư. Cái này không thể dễ cọc to vì dễ ngang của nó to lắm. Rất nhiều dễ ngang. Không. Nó thừa cái nào bỏ hết đi. Có dây kia đây, cái kia không ạ? Vâng, bác lấy cái kia, còn cái cuộn dây kia thì không được. Đấy. Vâng, bác ơi. Thôi, đưa ra cho bác. Cái này công bác ấy bán cây mít rẻ thì biếu bác mít. Bán cây to hơn được tí, 7 triệu cây nào nó bắt chung luôn nha. To hơn tí bao nhiêu? Ờ, nó cao hơn tí luôn. 7 triệu đấy. Nó đẹp hơn. 7 triệu. Ôi dồi ôi, đấy là cách đây nó siêu suy thoái rồi. Đấy. Cây nó đẹp hơn. Đẹp nó cao. Nó cao. Đẹp không đẹp nhưng mà nó cao hơn. Nó không thấp thế này. Mít ơi là mít. Đây là công như này em nhé. Em ơi, là ba anh em là 43 12 triệu 2 với lưới và nó tầm gọi linh tinh các thứ vào là triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Nó vào ở cẩu nữa. Cẩu đâu đắt là cẩu đâu. Cẩu hôm nay nó cũng lấy rẻ rồi. Thôi bán làm tí lọc thôi, có khách mua được quý lắm này. Mùa này năm nay bán cây nó khó khăn, có khách mua này, có tí lọc là bán. Okay.